Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 4, treo ngược, phần 30. Chúng tôi đâu có được phép nghỉ lâu. Dòng nước đã đẩy bè trôi về hướng cánh cửa hình miệng thú ở trong sân động. Quá cầu đá tự nhiên ấy treo lững lờ rất thấp. Chúng tôi dội cúi rạp ép sát người trên bè để mà tránh. Đúng lúc bè sắp trôi vào miệng con thú đá chiếc đèn rọi cực mạnh gắn ở phía trước nhấp nháy vài lần rồi tắt ngúm có lẽ là vì bật sáng liên tục quá lâu cho nên ác quy đã hết sạch tôi nghĩ bụng gây rồi đúng lúc này ác quy lại cản chứ hang động phía trước hết sức quái dị không thể chủ quan phải thay ác quy trước đã nếu không kéo bè trôi vào trong xa vào đá thì bị lật úp mất tôi giơ nắm đấm lên với tuyền béo và sơ lê dương ra hiệu dừng lại để họ cùng phối hợp dừng bè trước cửa hàng. Sau đó, chống cây sào trong tay xuống đáy để mà neo lại. Mai sao chỗ này nước chảy chậm, nếu không chỉ một cây sào thì khó mà chống nổi sức nặng của cả chiếc bè này. Tôi thay ác quy đèn, nó lại sáng như trước. Dưới cột ánh sáng mạnh màu da cam, nhìn rõ cái đầu thú hình thành bởi nham thập tự nhiên, nôm rất giống một cái đầu rồng kỳ dị. Đường nét rất mơ hồ, nên không thể nhận ra có dấu vết của bàn tay con người tham gia tạo dựng hay không tuyền béo vỗ vào vai tôi ra hiệu đã nhổ cây sào giữ thăng bằng lên rồi thấy vậy tôi cũng nhổ cây sào chặn phía trước bè trôi theo dòng nước lọt vào cái miệng rồng quái dị gớm ghiếc tiến vào sơn động đoạn sông này rất hẹp và sâu phía trước thẳng như ruột ngựa chúng tôi cầm cái sào chọc vào hai bên vách đá để hãm cho bè trôi chậm lại cùng lúc quan sát kỹ các pho tượng người bằng đá treo lộn ngược trong hang những pho tượng này đều ngoặt tay ra sau lưng trong tư thế của người bị trói môi trường dưới lòng đất ẩm ướt lạnh lẽo bề mặt của các pho tượng đều có màu nâu xám các đường nét mặt mũi mơ hồ không nhìn rõ dường như bề ngoài đều bị phủ một lớp dãy mốc. nhìn bề ngoài về cơ bản không thể phân biệt rõ đặc điểm giới tính và vẻ mặt của tượng đá xét về hình thể thì có vẻ hấp béo gầy. Hình như ngoài tráng niên ra còn có một số thiếu niên chưa trưởng thành. Các pho tượng cũng không được tạo dáng theo một tiêu chuẩn thống nhất, hoàn toàn khác với các pho tượng người bồi tán thời Tần Hán, vốn đều là tượng quân sĩ và nghệ nhân diễn trò. Phía trên nóc hang có những sợi dây xích bằng đồng quen gỉ, xanh xỉn, treo các tượng đá ở hai bên. Có sợi đã đứt tuột, có sợi buông lỏng không treo gì cả có lẽ là do trải qua bao năm tháng nên có không ít tượng đá đã bị rơi xuống nước trong đám tượng đá bị treo hệt như những người chết treo cổ thả lửng lơ cách mặt nước chừng hơn một thước trong hang động tối tăm này bất chợt nhìn thấy chúng hẳn là ai cũng phải thất kinh Sơ lê dương bảo chúng tôi tạm dừng bè bên bờ nước có một pho tượng bị tuột xích rơi xuống đất cô chỉ vào đó nói những pho tượng này tuy mơ hồ không rõ nét nhưng mà nhìn kỹ kiểu tóc và trang phục thì hơi giống tượng thời Hán. Tôi đến tận nơi xem sao cái đã. Nói rồi, Sơ Lê Dương chỉnh luồng sáng của đèn gắn trên mũ cho tụ lại, nhảy khỏi bè, cúi lom khom, xem xét pho tượng đá nằm trên bờ. Tôi nhắc Sơ Lê Dương, Nè, đeo găng tay vào, coi chừng ở đó có di khuẩn đấy. Nếu nhiễm khuẩn thì dù có làm hô hấp nhân tạo, cả dạng lận cũng không có cứu nổi đâu đó. Sơ Lê Dương xua tay ý bảo tôi và tuyền béo đừng có làm cho cô bị phân tâm chú ý hình như cô đang tìm thấy cái gì đó bên trong pho tượng đá bèn đeo găng tay cao su rồi dùng con dao chuyên dụng của lính dù cạo dài đường trên thân tượng sau đó đưa lưỡi dao lên nhìn rồi lại khẽ ngửi nó cô nàng quay lại nói với chúng tôi hình như tượng người này không phải bằng đá đâu tuyền béo lấy làm lạ ừ không phải bằng đá chẳng lẽ là nặng bằng đất bùn à tôi vẫn ngồi trên bè, nhớ lại cảnh tượng trên đường cái bên bờ sông Lan Thương. Bèn nói với Sơ Lê Dương, tức là đắp lên người thật hay sao? Cô thử lấy lưỡi dao cắt một mẫu ra, xem xem bên trong là gì. Tấm bản đồ bằng da người đã ghi chú rất rõ, ở gần mộ hiến dương có vài nơi chôn người tuẩn tán, nhưng mà không nói vị trí cụ thể là chỗ nào. Biết đâu, cái hang miệng rồng này chính là một trong những hố tuẩn tán ấy cũng nên. Sơ Lê Dương dùng con dao lính dù chích vào đùi tượng, cắt ra một miếng. Quả nhiên giống hệt như cảnh tượng nhìn thấy trên đường cái. Vỏ ngoài pho tượng tuy thì chắc và dai, nhưng chỉ là một lớp rất mỏng, bên trong toàn là dòi bọ đã nát bét. Nhìn đám dòi chết, sô Lê Dương không khỏi cau mày lại cầm dao chích lên phần ngực pho tượng, khoét thủng dài lỗ. Kết quả cũng thế, bên trong toàn là dòi chết và trứng dòi. sô Lê Dương nói với tôi và Tuyền Béo, có lẽ đây không phải là hố chôn người tủng tán, nhưng có thể khẳng định rằng những pho tượng này đều dùng người thật tạo nên và chắc chắn là có liên quan đến hiến dương. Có lẽ đây chính là trùng thuật tàn bạo khét tiếng ở miền Điền Nam thời hiến dương rồi. Ngoài hơn 100 pho tượng người và dây xích ra, trong hang động toàn là những nham thạch hình thù kỳ dị, lô nhô, lỡm chởm, lại còn không thấy có gì khác. Sự lệ dương quay về bè và chúng tôi lại tiếp tục xuôi theo dòng nước chậm chậm tiến lên phía trước. Tôi vừa điều khiển bè, vừa hỏi Sơ Lê Dương tại sao lại nhận định rằng những tượng ấy làm từ người thật và tại sao có thể xác định chúng có liên quan đến trùng thuật của Hiến Dương. Trên đường đến dân Nam, Sơ Lê Dương đã tốn không ít công sức để thu lượm các thông tin. Trước khi xuất phát, từ lúc ở Bắc Kinh, Phàm là nơi nào có thể tìm được tư liệu sử sách. Cô đều tìm hết suốt dọc đường đều ngồi nghiền ngẫm có một học giả châu âu đã từng nói mỗi tấm bia mộ là một bộ tiểu thuyết trường thiên trong mộ của các nhân vật lịch sử quan trọng thường chứa một lượng lớn thông tin về lịch sử đương thời có thể nói lăng mộ của các vị quân dương là kết tinh của nhiều phương diện như kinh tế văn hóa tôn giáo của xã hội đương thời càng hiểu biết nhiều về các tư liệu lịch sử này thì khi đi đổ đấu sẽ càng thuận bờm xuôi gió cho nên những tai đào trộm mộ cừ khôi nhất trong lịch sử đều là những người có kiến thức sâu rộng thông tỏ cổ kim trong lịch sử trung quốc có rất nhiều vị có tên là hiến dương có điều những vị này không sống cùng thời đại ngoài hiến dương ở nước điền ra mấy vị hiến dương khác đều không ở dân nam thậm chí sau khi nghĩa quân thái bình phiên quốc lập nước ở tiên kinh cũng từng phong tước hiến dương cả thời chiến quốc và ngũ đại cũng có danh hiệu hiến dương giống như danh hiệu trung sơn đã lần lượt được xuất hiện trong lịch sử với tư cách là quốc hiệu và dương hiệu cho nên có thể nói các vị hiến dương này đều không liên quan gì đến nhau vị hiến dương mà chúng tôi sắp ra tay đổ đấu là một vị du dương ở nước điền cổ đại trùng thuộc của ông ta sử dụng dông linh người chết làm vật trung gian càng dùng nhiều quan hồn thì uy lực của tà thuật càng ghê gớm quá trình và thủ đoạn sử dụng người chết để tạo ra trùng cực kỳ phức tạp những pho tượng làm từ người thật trong hang động này xét từ kiểu chết dị thường và mức độ biến chất của nắm mốc đều hoàn toàn trùng khớp với các thủ đoạn của hiến dương điều này chứng tỏ đây là một địa điểm bí mật để thực thi trùng thuật thời cổ đại sơ lê dương phán đoán rằng con đường sông chảy xuyên núi này được khai mở vào cùng thời điểm hiến dương xây lăng mộ lợi dụng những hang động đá vôi thiên nhiên cộng với sức người sửa sang thông tuyến để tiện cho việc vận chuyển vật liệu xây cất dương lăng vận chuyển đường thủy có lẽ là con đường tắt thích hợp nhất với địa hình nơi đây những người chết bị làm thành tượng mà ta thấy trong hang động này rất có thể đều là các nô lệ hoặc là thợ xây lăng để bảo vệ bí mật lăng mộ hiến dương sau khi đã xây cất hoàn tất hoặc là sau khi thi thể hiến dương nhập liệm những người này đã bị các thuộc hạ trung thành của hiến dương trói chặt toàn thân rồi bị buộc phải nuốt một loại thuốc trùng dẫn nút chặt thất hiếu sau đó dùng xích treo ở trong hang động bỏ cho chết ngạt một là để bảo vệ các bí mật bên trong dương lăng hai là dùng họ để hù dọa những kẻ từ bên ngoài tình cờ lạc bước vào con đường bí mật này trùng dẫn là loại thuốc viên dùng trong một loại trùng thuật nào đó sau khi con người nuốt vào nó sẽ ký sinh và đẻ trứng trong cơ thể. Chỉ cần 3 đến 5 ngày, toàn bộ huyết dịch, cơ thể và nội tạng con người sẽ biến thành dinh dưỡng cho ấu trùng. Ấu trùng sẽ chiếm lĩnh không gian trong cơ thể đó. Vì chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể đã mau chóng mất hết nước, cho nên da người bị héo khô rất nhanh, cứng lại như vỏ cây hoặc như một lớp đá. Trứng trùng bị yếm khí không thể biến thành ấu trùng, cứ giữ mãi trong trạng thái ngủ đông và có thể giữ được vài ngàn năm môi trường râm mát. Vì vậy, nếu ngày nay làm vỡ cái lớp da bên ngoài tượng thì vẫn có thể lập tức xuất hiện vô số ấu trùng của trùng dẫn còn tươi tựa như là đàn dòi béo vậy. Nhưng tùy điều kiện tồn tại khác nhau nên cũng có khả năng bên trong chỉ là những trứng sâu đã khô đét từ lâu. Các loại điện tích, kể cả giả sử, ghi chép về trùng thuật tương đối ít cho nên những ngày qua Sơ Lê Dương chỉ tra cứu được chừng này thông tin. Còn về lý do tại sao biến cơ thể người sống thành hình thái sâu nhọng, dùng đám sâu nhọng này vào việc gì, thì chịu không thể nào biết được. Không chỉ trong núi Già dạ Long mới lắm tượng người kiểu này, mà ở các vùng núi lân cận có lẽ cũng còn vài nơi như vậy. Phò tượng chúng tôi gặp trên đường cái gian sông Lan Thương có thể là do đất đá trên núi bị nước mưa xói mòn lỡ xuống, nên tượng bị rơi xuống đường tuy nói hiến dương chỉ cai quản một góc khu vực biên ải miền Nam. Nhưng từ sự việc có vô số nô lệ bị chế tạo thành tượng kiểu này, cũng có thể nhận ra sự tàn bạo vô tình dưới ách thống trị của hiến dương ở khu vực miền Tây dân Nam thời xưa như thế nào. Nghe so Lê Dương phân tích xong, tôi và thuyền Béo đều rùng mình sởn gai ốc. Lúc đầu còn tưởng là tượng đất nung giống kiểu binh mã giỏng, quá ra lại làm từ người thật à hai thằng không nén nhìn được mà ngoảnh đầu nhìn lại thì đám tượng người như ma quỷ bị treo cổ kia đã mất hút trong bóng tối đen kịt phía sau lưng không còn nhìn thấy nữa tôi càng nghĩ càng cảm thấy quá tàn bạo bất giác ngoác miệng ra chửi cùng mẹ cái bọn vua chúa ngày xưa thật là chẳng coi con người ra con người trong mắt của bọn quý tộc nô lệ thậm chí không bằng một con trâu con ngựa nữa người ụt ịt như là thuyền béo mà làm nô lệ thời ấy chắc sẽ được làm vật tế rồi, một mình cậu bằng ba người khác. Ngồi ở giữa bè, Tuyền Béo đang mân mê cái đèn rọi gắn ở trên mũ bảo hiểm, đập tay hai phát, cũng đã trở lại trạng thái bình thường, nghe thấy tôi đã điểu bèn đáp. Quên cụ nhà cậu đi nhất à, những lời cậu vừa nói đã bộc lộ rõ cái bản chất ngu si vô học rồi. Theo tôi biết, á, người thời cổ đều hãnh diện khi được chọn làm người mẫu tuẩn tán hoặc là tế thần. Đó là một niềm vinh hạnh không có gì bị được. Cái chuyện lựa chọn người tuẩn tán ấy được làm rất nghiêm ngặt. Phải xét đến tận các cụ tam đại. Ai có chút thì vết về mặt chính trị là bị loại ngay. Có cả đàn người viết quyết thư tình nguyện mà không còn đến lượt nữa. Cực kỳ hợp với cái hạng người giả bộ tích cực như cậu ấy. Cậu mà sống cái thời đó chắc chắn sẽ rất bốc đồng. Thế nào cũng nhảy cẩn lên mà hô. Hãy đem tôi ra tế trời đi. Tôi là người thích hợp nhất để mà đốt đèn trời bốn nhất đây Tổ quốc nhân dân chờ tin tốt lành của tôi nha Vì thắng lợi Mang tôi đi đốt đèn đi trời Tôi điên tiếc quá thể Cái mồm thằng chó tuyền này Cũng thật đứt quá Người tôi đâu có lắm mở như cậu Làm sao mà hợp đốt đèn trời được chứ Cậu Sơ Lê Dương ngắt lời hai chúng tôi Hai anh có thôi không thì bảo Sao cứ nói mấy câu là cãi nhau um lên như thế Hai anh có nhận ra điều gì bất ổn không đường thủy này khác hẳn với lời chị chủ quán trọ miêu tả rồi đó. Tuyền Béo nói, cái bà chủ quán ấy đã bao giờ vào đây đâu, chị ta chẳng qua cũng chỉ nghe đám đông công nhân khai thác đá kể lại mà thôi. Cũng khó tránh khỏi đôi chút sai lệch chứ, nghi thần nghi quỷ làm gì cho mệt. Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, chưa chắc chị ta đã nói sai đâu, quảng sông chúng ta vừa đi qua, nước chảy xiết, có thể là vì mấy hôm nay mưa to, mặt sông rất rộng, có lẽ là do hai nhánh sông đã hòa làm một. Chúng ta chỉ mãi giữ bè cho thăng bằng, gốc quét của đèn pha lại hẹp, tầm nhìn cũng bị hạn chế, rất có thể là đã đi nhầm vào một nhánh rẽ rồi. Tuyền béo nghe vậy cuốn lên. Hả? Thế thì phiền à, chi bằng quay lại tìm đường, đừng có lại như lần trước ở ổ nhện, đâm đầu vào mê cung rồi á, tí nữa không ra được, chúng ta cũng không mang theo nhiều lương khô đâu đấy. Tôi nói với Tuyền béo, nếu đúng chỉ là một nhánh rẽ ở trên sông, thì khỏi phải lo, nước sông chỉ chảy theo một hướng, cuối cùng đều xuyên qua núi Già Long rồi đổ vào khê cốc của sông Rắn, cho nên tuyệt đối không có chuyện lạc đường đâu. Con sông này lại rất thẳng, rõ ràng là sông đào do con người khai thông. Như Sư Lê Dương đã nói rồi đấy, có thể là đường thủy để mà vận chuyển vật liệu xây dựng mộ hiến dương. Chúng ta cứ đi tiếp, chắc chắn không có thể nhầm đường. Sư Lê Dương nói, anh nhắc tôi đúng đấy thời cổ khi xây cất lăng mộ người ta thường dùng đường thủy để mà vận chuyển đá xây dựng ngày xưa những người thợ xây lăng nhà tầng thường hát rằng cam tuyền lấy đá xây lăng dòng sông dị thủy bởi chân ngẹn lòng chỉ hai câu ngắn gọn này cũng đủ để hình dung lăng tần thủy hoàng hoành tráng đến đâu chỉ vì vận chuyển đá mà làm tắc nghẽn cả dòng sông dị thủy tuyệt béo nói sông dị mà mình thấy hồi đi thiểm tây ấy à So với con sông này thì sông này cùng lắm, cũng chỉ như cái cống nước thôi. So với Tần thủy hoàng thì cái tay hiến dương này chỉ được coi là một cái anh nghèo còm cõi. Chúng ta đi đào mộ của hắn đã là rất nể cho hắn rồi. Ôi, ừ, sao thế này? Chiếc bè đang chậm chậm xuôi theo dòng nước, bỗng như da phải vật gì đó dưới nước, lắc mạnh một cái, sau đó trở lại bình thường. Nhưng tiếp đó, dưới nước giọng lên những âm thanh đùng đục của vật kim loại nặng nề đang khuấy nước. Tôi, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương đều cùng thấy dấy lên một cảm giác chẳng lành. Không xong rồi, chỉ e bè đã đâm phải cái chốt thiết bị đánh bẫy đặt ở dưới lòng sông này. Chương 5 Nước sâu 13 mét Những tiếng động dưới lòng sông truyền lên vẫn chưa dứt. Bỗng nghe thấy phía sau gian lên những tiếng ầm ầm của vật gì đó rơi xuống nước, âm thanh mỗi lúc một mau. Cuối cùng thì gần như không còn thấy quảng ngắt giữa các tiếng rơi nữa. Hình như tất cả đám tượng người treo lơ lửng lúc nãy đều rơi tõm xuống dòng nước. Tuyền béo lẩm bẩm. Hỏng, hỏng bét rồi, chỉ sợ cái đống của nợ kia biến thành ma nước đến lật bè mình rồi. Nói rồi, cậu ta gỡ chiếc kiếm quy đeo ở trên lưng xuống, mở quy láp để mà nạp đạn bi. Tôi cảm thấy chắc chắn là phía sau có chuyện gì khác thường, bèn ngoái lại nhìn. Nhưng vì bè đã trôi qua một khúc xa, có treo tượng người cho nên phía sau chỉ là một màn tối đen. Đèn soi gắn trên mũ không thể phát huy tác dụng gì ở nơi này. Trên lý thuyết, nó có thể chiếu xa 15 mét, nhưng mà khi chỉnh cho dòng sáng tụ lại hết cỡ thì chỉ có thể chiếu xa 6-7 mét là cùng. Vì môi trường tối tuyệt đối, ánh sáng đèn chiến thuật cá nhân như thế rất khó làm nên trò trống gì. Sơ Dương ngồi ở cuối bè, ngoái lại nhìn, nhưng mà cũng không nhận ra chuyện gì, vội nói với tôi và Tuyền Béo. Mặc kệ phía sau đi, chúng ta cứ cố gắng, hết sức tiến lên, phải cố thoát ra khỏi khúc sông này trước khi bị đuổi kịp. Tôi đáp lời ngay. Ok, tăng tốc hết tốc lực. Tôi bật đèn pha phía trước, nhấc xào, chuẩn bị chống vào vách đá trợ lực, cho bè trôi nhanh hơn. Nào ngờ cục ánh sáng như đông đặc của ngọn đèn pha vừa bật lên chiếu rõ khúc sông thẳng tắp ở trước mặt chúng tôi. Ở chỗ cách chúng tôi chừng hơn trăm mét, cũng có hơn một trăm pho tượng người được treo bằng dây xích. Ánh đèn quá mạnh rọi vào bề mặt da người nâu xỉn trông cực kỳ đáng sợ. Đám tượng người ấy lại giống như một bầy ma quỷ bị treo cổ đang khẽ đung đưa trên dòng sông hẹp, càng khiến cho chúng tôi sợ dựng tóc gáy. Âm thanh dưới lòng sông lại nổi lên Hang động rộng lớn, vọng lại những tiếng ầm ầm. Chỉ thấy xích treo đám tượng phía trước tuột ra, các pho tượng rào rào rơi xuống như máy bay thả bom. Pho tượng này nối tiếp pho tượng kia, ầm ầm rơi xuống sông. Chỉ khoảnh khắc sau, phía trước trụ sáng đèn pha chỉ thấy hàng trăm sợi xích đã trong trần. Đến lúc này gần như có thể khẳng định được rồi, đây là sông đào vận chuyển vật liệu xây lăng mộ hiến dương. Sau khi đã chôn cất ông ta xong dưới sông đã được bố trí thiết bị chốt bẫy gì đó. Có điều, vẫn chưa thể xác định được đám tượng người dùng làm vỏ chứa sâu bọt kia được thả xuống nước là để làm cái trò gì. Phen này đúng là xuất quân bất lợi, chưa đến được khê cốc ở sông Rắn đã đi nhầm đường. Có lẽ từ sau thời Hán, chưa có ai đi vào khúc sông này. Gần đây do mưa nhiều, nước lớn đã đẩy bè của chúng tôi vào đây thành ra chúng tôi đã lỡ bỏ qua mất cái tuyến đường so ra thì tương đối an toàn kia tôi không ngừng chửi thầm trong bụng bè vẫn tiếp tục trôi xuôi mặt nước ở khúc sông phía trước vẫn tĩnh lặng như không thậm chí không hề thấy gợn sóng lăn tăn hình như cái đám tượng người ấy đã chìm xuống tận đáy sông không có động tĩnh gì hết dường như chưa hề có những dòng tròn sóng lan dần sau khi một vật thể bị rơi xuống nước kinh nghiệm tham gia chiến tranh ngày trước mách bảo cho tôi rằng những lúc im ắng lại càng là những lúc đang âm ỉ nguy hiểm và phong ba ghê gớm tôi cầm chiếc xẻng công binh lên theo bản năng chiếc xẻng công binh này là bảo bối mà răng vàng đã rất kỳ công mới kiếm được ở bắc kinh vốn là trang bị của lính thủy đánh bộ mỹ mà quân tình nguyện trung quốc đã thu được trong thời kỳ diện triều kháng mỹ được bảo quản nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay tuyệt đối có thể coi là một thứ công cụ thượng hạn nhưng lúc này không nghĩ nhiều được nữa Tôi quyết định dù là cái gì từ dưới nước ngoài lên Thì cứ phang cho một sảng rồi hẳn hai Sơ Lê Dương cũng rút súng ngắn ra Mở chốt an toàn lên đạn sẵn sàng Tôi đã đều chuẩn bị xong Bèn kể cho bè tiếp tục từ từ trôi về phía trước Đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi Chỉ còn cách phải bình tĩnh ứng phó Sau khi nhận định rõ tình hình Sẽ tranh thủ ra tay trước để áp đảo không cần thiết phải xông lên một cách mù quáng. Nhưng chúng tôi lên tư thế chuẩn bị hồi lâu, mà mặt sông phía trước vẫn phẳng lặng như cũ. Bè đã trôi đến giữa khúc sông phía trên lũng lẳng đầy dây xích. Những sợi dây xích to gỉ xanh nham nhở lạnh lùng buông xuống giữa khoảng không. Tôi nghiến răng, mẹ kiếp, im ắng quá thế. Đằng sau sự im lặng này chắc chắn là có vấn đề. Rốt cuộc là cái gì đây? xem ra hình thức đấu tranh cách mạng ngày càng phức tạp rồi đúng lúc này mặt sông bỗng như mở dung nồi hàng loạt bong bóng sủi lên tôi vội ấn cái đèn chút xuống rọi vào mặt sông cột ánh sáng xuyên qua mặt nước rọi đúng vào một pho tượng người đang nửa chìm nửa nổi lớp da khô héo của pho tượng bị thấm nước sông hiện ra những nếp nhăn mặt người vốn mờ ảo như mơ hồ bây giờ hiện rõ thì ra lúc họ còn sống trên mặt đều bị trát một lớp bùn. Sau khi nuốt trùng dẫn vào, người ta nút chặt thất hiếu của họ lại cho chết ngạt. Vì thế mà khuôn mặt người chết vẫn giữ nguyên vẻ thê thảm đau khổ, giật giả trước lúc chết. Lúc này ánh sáng rọi vào, bị dòng nước đang chảy ngăn cản, tia sáng bị khúc xạ chập chờn, tưởng chừng như có vô số tượng người đang hồi sinh trong nước, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đang điều khiển đèn rọi của tôi thậm chí còn hơi rung rung, chưa bao giờ tôi thấy tình huống kinh hãi như thế này cả. Các nếp nhăn xuất hiện trên thân tượng người cứ dần dần căng phòng lên, rồi nứt nẻ từ mắt mũi mồm tai và từ các kẻ nứt trên người không ngớt sùi bong bóng. Rất nhiều trứng sâu khô cũng bị phun ra. Đám trứng sâu ấy gặp nước liền sống lại, nhanh chóng phình to lên, tựa như những miếng bọt biển xốp khô hút nước nở ra, biến thành những con đĩa màu trắng to bằng ngón tay hai bên mọc vấu to bằng móng tay út bơi nhanh dùng dút cả đoàn cả lũ đều lao về phía bè của chúng tôi chúng tôi đều sợ tái cả mặt đó là giống đĩa dân nam mà ai nghe nói đến cũng phải phát quản sống ở nơi nước nông rất thích bám chặt vào các vật trôi nổi trên mặt nước để đẻ trứng ở ruộng nước tại dân nam quảng tây và việt nam đôi khi trâu đang cày ruộng bỗng nhảy dựng dậy như điên rồi chảy lông lộn ấy chính là gì bị bọn ông nước này cắn vậy tuyền béo chưa từng biết cái giống này thấy những con đĩa trắng bé tẹo màu trắng lao như bay về phía bè liền cầm xào dục lia lịa bọt nước bắn tung tóe tôi chỉ lo cậu ta quá sợ rồi làm cho bè lạch vội nói ngay không sao đâu đừng có để căng thẳng quá bọn đĩa cắn rất kiếp nhưng mà chúng ta không thể phi lên khỏi mặt nước chỉ cần chúng ta cứ ngồi trên bè không xuống nước thì khỏi phải lo gì lũ đĩa trắng nhợt bâu đến mỗi lúc một nhiều bám dưới đáy bè chi chít dày đặc nhiều đến mức không thể đếm xiết vô số con ở đằng xa cũng đang lao về đây tuy là số lượng nhiều nhưng mà tạm thời chúng cũng chưa tạo thành mối đe dọa gì đối với những người ở trên bè tuyền béo chửi tổ mẹ nó sao mà lắm thế hả trời điều từ ở trong da người chui ra nó là sâu hay là cá vậy tôi bảo tuyền béo Chúng là một loại côn trùng sống trong nước. Cậu ta mới thấy yên tâm. À, thế thì còn được. Bình thường, tôi chỉ nghe nói cái loại cá ăn thịt người rất kiếp. Nếu chỉ là sâu bọ thì chẳng sao. Sâu bọ lợi hại mấy cũng không thể ăn thịt người được. Sơn Lê Dương nói với Thuyền Béo. Thực ra thì côn trùng là loài ghê gớm nhất thế giới này. Chẳng qua thể hình bé nhỏ đã hạn chế quy lực của chúng thôi. Sức mạnh và sức sống của côn trùng đều đứng đầu trái đất này số lượng mà đủ nhiều thì côn trùng cũng cắn chết người được. Có loài côn trùng mang chất kịch độc, một con cũng có thể hạ gục cả con voi rồi. Chúng tôi cầm sẻ công binh ra sức đập lũ đĩa ở phía trước bè, nhưng vì chúng quá nhiều, giả lại cũng chỉ đập được ở bên rìa thôi, chứ không làm gì nổi cái lũ đĩa ở phía dưới. Tôi an ủi thuyền béo và sơ lê dương. Chúng ta chỉ cần giữ cho bè thăng bằng là được. Cái lũ đĩa này chẳng là gì hết. Năm xưa ở Việt Nam tôi đã từng ăn cả một nồi rồi, rất giàu đạm, ngon hơn hẳn nhộng tầm. Cái mùi vị như là tôm riêu ấy. Đợi khi nào qua khỏi khúc sông này, chúng ta luộc một mớ để mà ăn. Coi như là chúng ta đem chúng đi cúng ông dạ dày luôn thể. Tuyền Béo nói, Hử? Thích ăn thì cậu cứ ăn đi, toàn là những con chui ra từ xác chết. Dù có ngon như là tôm hùm thì tôi cũng chẳng thèm ăn đâu. Sơn Lê Dương nói, chớ có nên lạc quan quá sớm, Đĩa nhiều như thế, người xưa lại tốn công tốn sức dùng trùng thuật tạo ra và cho ký sinh trong tử thi. E rằng không đơn giản vậy đâu. Theo các tư liệu mà tôi được tiếp xúc gần đây, tôi nhận ra trùng thuật có một điểm chung lớn nhất. Tay của tôi không ngơi nghỉ, vừa đập lũ đĩa áp đến bè, vừa chống xào đẩy bè tiến lên, chỉ mong nhanh chóng ra khỏi núi già long. Lúc này nghe Sơ Lê Dương nói thế, tôi bỗng sững sờ, nhớ đến cái cảnh trong xưởng quan tài ở thôn thạch bi điếm liền không nhìn được buộc miệng hỏi đặc điểm mà cô nói đến phải chăng là là chuyển đổi à sơ lê dương nói đúng thế hình như trùng thuật dùng linh hồn người chết làm trung gian đưa quan hồn nhập vào một sinh vật khác khiến cho sinh vật ấy vốn không độc hại gì biến thành một thứ vũ khí hoặc chất độc chết người đương nhiên đây mới chỉ là một phần núi băng mà chúng ta đã tiếp xúc được lũ đĩa tạo ra từ trùng thuật cổ dưỡng ở trong xác người này chắc chắn không đơn giản là những con đĩa thông thường đâu chỉ có điều thông tin chúng ta nắm được có hạn chưa hiểu chỗ bí ảo thực sự trong thuật sử dụng trùng độc của hiến dương không hiểu rốt cuộc là lão ta định dở trò gì đấy nữa tuyền béo nghe chúng tôi nói thế đầm lo xem ra cái bánh tông thiêu của lão hiến dương này thích ra đòn ngầm đây lại cứ phải dòng do tam quốc Hại người mà không chịu chơi cho sảng khoái, không dùng đao kiếm mà lại dùng trùng thuật chứ. Còn mẹ nó, khó ra phết đấy chứ. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, thì bè đã trôi qua hết khúc sông thẳng tắp, vào một cái hang còn rộng hơn, ngập nước. Tôi quét đèn, rọi khắp bốn bề, hang rộng bằng hai cái sân bóng đá. Phía trước mặt có lối ra, dòng nước tiếp tục trôi ra đó. Tôi nhìn la bàn, thấy chỉ hướng Tây Nam, cũng tức là hướng đi không sai lệch gì bèn để cho bè cứ tiếp tục trôi. Chắc chắn cuối cùng sẽ ra khỏi hang động khổng lồ trong lòng núi già long rồi trôi vào sông rắn ở trùng cốc. Lúc này không thể biết có bao nhiêu con đĩa đang bám dưới đáy nữa. Bè hơi chìm xuống, nếu nặng thêm nữa, có khả năng nước sông ngập qua bàn chân. Lúc ấy thì thảm rồi. Nhưng nếu nói dùng trùng thuật dưỡng ra bao nhiêu đĩa thế này vì muốn dùng trọng lượng đánh chìm các phương tiện giao thông như là thuyền bè thì e cách nghĩ này quá thộn, dù có tăng gấp đôi số đĩa bám vào bè cũng không thể chìm hẳn xuống được. Cái chỗ lợi hại trong tà thuộc của hiến dương chính là khiến cho người ta luôn luôn không thể lường được chiêu tiếp theo sẽ là gì. Tính thời gian, kể từ lúc thả bè đi trong này, ước chừng chúng tôi đã đi được 2 phần 3 hành trình dưới núi Già Long. Chỉ cần gắn kiên trì thêm chút nữa, ra khỏi núi, lên bờ rồi thì khỏi phải sợ cái bọn thủy trùng này nữa. Vừa rồi vẫn hết sức lực dùng sao để chống bè, tay chân cả bọn đều mỏi rã rời, không nhúc nhắc gì được nữa. Thao tác đành chậm hẳn lại. Sơ Lê Dương thả xuống nước chiếc phao cố gắng khí áp kế để đo độ sâu. Nước rất sâu, chừng 13 mét, một độ sâu không lành. Lối ra phía trước đã có bàn tay con người tác động sửa sang nên thẳng tắp. Từ đây xuôi theo dòng, có lẽ chẳng bao lâu nữa có thể ra khỏi lòng núi già Long một cách thuận lợi. Nhưng mà khi bè chở ba chúng tôi đi được chừng một nửa cái hang khổng lồ này, bỗng có tiếng đá dụng da đập, lục cục phát ra từ phía góc hang. Hình như trong bóng tối, có một vật to lớn nào đó đang dịch chuyển rất nhanh trên lớp nham thạch ở vách hang. Anh nhất, mau chiếu đèn pin ra phía đằng này. Lúc này tôi mới nhớ ra chiếc đèn pha công suất lớn, dội vàng xoay chuyển góc chiếu. Khi luồng ánh sáng lia đến khu vực đó những tiếng đá lăn lạo xạo lục cục bỗng im bặt. Chúng tôi nhìn thấy ở trên đám nham thạch hình nấm có một con trăn to đùng, vảy màu xanh đang nằm cuộn tròn ngẩng đầu về phía mình. Con trăn này quá lớn, cứ như là một con rồng xanh khổng lồ không móng vuốt. Dưới ánh đèn, lớp vảy nhấp nháy lên những tia sáng chẳng lạnh. Chắc nó đã sinh trưởng tại rừng sâu trong trùng cốc do loài mãng xà ưa môi trường râm mát nên coi cái hang động này thành hang ổ của nó. Hằng ngày ra ngoài kiếm ăn, rồi lại vào đây nằm ngủ. Chẳng hiểu thế nào lại bị chúng tôi làm cho kinh động. Con trăng khổng lồ hơi chững lại một chút, rồi bất thình lình thóc ra một luồng gió xoáy tanh nồng. Trường tới, cái đám nham thạch hình nấm, thân hình đồ sộ đầy sức mạnh quan giả của nó lướt qua, khiến cho những khối đá hình nấm bắn tung tóe vô số đá dụng. Trông càng giống như một con rồng lớn bị bao bọc giữa làn sương bụi trắng lướt đi cùng với cơn gió mạnh nhào xuống nước với tốc độ cực nhanh con trăng khổng lồ dãy xanh lao xuống nước rồi mà dũng đá tung ra do bị nó chà qua nham thạch hình nấm vẫn chưa kịp rơi xuống hết còn nó thì lặn sâu xuống nước dung dút bơi về phía bè của chúng tôi Chương 6 Lưỡi dao Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Tuyền Béo không kịp nổ súng. Tuy nhiên, giới cỡ nòng của cây súng hơi kiếm quy thì dù nó có biến thành súng máy cũng không thể gây nên vết thương nào chí mạng cho con trăng khổng lồ được. Sự thế đã thế này rồi, đương nhiên là không thể bó tay chờ chết. Tôi, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, cả ba đồng thanh hồ lớn rồi giơ tay cầm rào cầm bắn súng mà chèo thuộc mạng nào ngờ, lũ đĩa bám dưới đáy bè quá nhiều. Có lẽ phải nặng trên trăm cân, khiến cho bè mớn nước quá sâu, không sao mà lướt nhanh được. Nếu bị con trăng quái dị mình đầy dãy xanh kia mà quấn lấy bè, chúng tôi mà rơi xuống nước thì chắc chắn là hết đường sống. Ba chúng tôi cầm xào, chèo như điên. Nhưng vì quá hoảng loạn, lực chèo không đồng đều cũng không khớp nhau, cho nên chiếc bè vốn dĩ đang chầm chậm trôi xuôi dòng. Thì bây giờ ba lực triệt tiêu lẫn nhau làm cho xoay tròn tại chỗ. Tôi bỗng nhớ lại hồi đi chiến đấu. Có người bảo nếu ai ăn liền 10 củ tỏi thì hổ và trăng sẽ sợ, không dám cắn. Tôi vội lần tìm trong túi hành lý, rõ ràng là có đem theo hai củ tỏi đề phòng mũi và côn trùng đốt. Thế mà lúc này lại tìm mãi không ra. Kể thì hơi lâu, nhưng mà sự việc diễn ra rất nhanh. Chúng tôi chưa kịp có hành động gì thì dưới chân đã rung lên cả chiếc bè bị hất bổng khỏi mặt nước. Thì ra là con trăng xanh đã dùng cái đầu hình tam giác to bằng cái đấu gạo của nó đội cả cái bè lên rồi. Cái bè bị hất tung ra phía trước hơn chục mét, rồi nặng nề rơi xuống nước. Nếu không có thuyền béo bám chặt ở giữa thì bè đã lật rồi. Nhưng dù thế, nó vẫn trong tranh dữ dội. Toàn thân tôi bị ướt sũng, chẳng rõ là tại nước bắn vào hay là vì mồ hôi túa ra. Lúc này quên cả sợ, chỉ nghĩ bụng con bà nhà nó tre dân nam chắc thật ấy sau khi đội cái bè lên con trăng khổng lồ dễ xanh lấp lánh lại cong mình lao xuống đáy nước nhìn tư thế cũng đủ hiểu rằng nó đang chuẩn bị ra đòn tấn công thứ hai còn nhớ ngày trước đi bộ đội hành quân qua núi cao rừng rậm tôi đã không ít lần nhìn thấy con trăng to lớn nhưng chưa bao giờ trông thấy con trăng có cái lối tấn công kỳ quái như thế này Sao cứ phải dùng đầu mà hút vào đáy bè để làm gì chứ? Nó chỉ cần quấn chặt cái bè thì chúng tôi chắc chắn là mất mạng rồi. Sơ Lê Dương chợt tỉnh ngộ ra kêu lên. Con trăng nó muốn ăn cái lũ đĩa ở đáy bè. Nó nhầm vào bọn chúng đấy. Lũ đĩa giống như đàn sâu béo nút, giá trị dinh dưỡng rất cao là món ăn giặt mà rắn nước và trăng nước rất khoái. Nhưng mà ăn giặt xong rồi, chắc chắn con trăng này sẽ lấy ba chúng tôi ra làm bữa chính nó to xác như thế, có lẽ tôi, Sơ Lê Dương và Tuyền Béo chỉ vừa đủ cho nó xài một bữa thôi. Làng nước tâm tối vô cùng, cơ bản là không nhìn thấy gì hết. Thế rồi, qua nước bắn tóe, cái bè bị hút bay lên lần thứ hai. Lần này chúng tôi đã có kinh nghiệm, bèn dẫn hết sức bình sinh, ghiềm chặt để giữ cho bè thăng bằng. Thế mà khi bè rơi xuống nước, vẫn suýt nữa thì lật. Trong óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ đám tượng người treo giữa sông không phải là cạm bẫy mai phục gì hết, mà chỉ là những nô lệ bị hiến dương đem làm thức ăn nuôi cái loài trăng này thôi. Nếu không, chỉ ăn các động vật bình thường, thì con trăng sao có thể to lớn đến vậy chứ? Nhưng đã gần 2.000 năm trôi qua, trăng đâu có thể sống dai như vậy. Có lẽ con trăng này chỉ là cháu chắc của con trăng mà hiến dương nuôi thời ấy thôi. Cụ tổ của nó còn không biết to lớn gấp bao nhiêu lần nữa. Quả này chúng tôi đúng là chui vào đầm rồng hang cọp thật rồi cái bè tựa như lá sen trước gió có thể tan rã bất cứ lúc nào chúng tôi chỉ còn cách là bám nó thật chặt không thể đưa tay chèo chống hồng lướt đi chạy trốn gì nữa cái đám đĩa dưới đáy bè bị con trăng đốp liền hai lần đã chẳng còn mấy con còn con trăng thì rõ ràng chưa có ý kết thúc ở đây nó quẩy một cái rồi dương cổ há cái mồm to như chậu máu nhằm về phía sơ lê dương ngồi ở đuôi bè mà bổ xuống ngoạm tôi và thuyền béo muốn đến cứu cô nàng nhưng không thể kịp rồi sơ lê dương đối phó rất nhanh chẳng rõ từ lúc nào cô đã rút sẵn cái ô kim cang thấy cái mồm to của con trăng dãy xanh đang áp tới mạng bên trái nhanh như chớp liền bật ngay cái ô ra dẫn hết sức chặn lại cái mồm rộng của con trăng bị cái ô kim cang cong cong chặn lại lực quay hàm mạnh mẽ hoàn toàn không thể thi triển chỉ hất bổng sơ lê dương lên cao như một cánh diều đứt dây rồi rơi văng xuống nước ở phía xa xa. Tôi ngoảnh nhìn, chỉ thấy chiếc đèn pin chiến thuật gắn trên mũ bảo hiểm của Sơ Lê Dương lóe lên trong nước rồi mất hút. Hình như cô đang bị chìm xuống dưới. Trên bè, ngoài các thiết bị được cố định ra, thì trọng lượng của ba chúng tôi là yếu tố quyết định để giữ cho bè được thăng bằng. Sơ Lê Dương vừa rơi xuống nước, cả chiếc bè liền chúi mũi xuống, đuôi từ từ võng lên. Mọi ngày, Tuyền béo thường hấp tấp dụng về nhưng vẫn là người được rèn luyện trong phòng ba bảo táp trong lúc nguy cấp thấy bè sắp lật liền lộn người về phía sau rất nhanh nằm ngay ra phía đuôi bè chỗ đó có chiếc ba lô leo núi cộng với trọng lượng của tuyền béo nữa chiếc bè đang chỏng lên đã bị ghìm trở lại tuyền béo nằm trên bè trong lúc bối rối vẫn không quên lào bào nguyền rủa không ngờ còn kịp nhầm vào con trăng khổng lồ dãy xanh đang bơi dưới nước nã một phát đạn. Lực xuyên thấu của súng hơi kiếm quy rất mạnh, lại còn dùng đạn cỡ trung bắn trúng ngay con mắt trái của con trăng. Máu trăng qua vào dòng nước, từ xa có thể ngửi thấy cái mùi thối tanh ghê tởm. Con trăng khổng lồ chưa từng bị ăn đòn nặng như thế, liền nổi trận lôi đình, cuồn cuộn dùng dãy như điên, khiến cho qua nước bắn tung tóe, nó dãy mình hết cỡ, quất mạnh về phía bè của chúng tôi. Chiếc đèn pha công suất lớn lắp ở mũi bè đã bị da đập tắt ngắm nên xung quanh càng tối hơn. Con trăng thì găm bổ gồng mình lao về phía chúng tôi rất nhanh. Chẳng rõ, cây sào dùng để khoát nước đã biến đâu mất. Tôi cầm sẻn công binh, cua nước chuyển hướng, cố để mau chóng đưa bè tránh xa con trăng. Tuyền béo thì đang lúng cuốn nạp lại đạn vào cây kiếm quy. Nhưng con trăng ấy quá đồ sộ, dấu bè có lắp động cơ cũng chưa chắc chạy thoát được. Phen này chắc nó định xuất chiêu chung cuộc dùng thân thể cuốn nát chiếc bè bé nhỏ không đáng gì của chúng tôi. Tôi gào lên với Tuyền Béo. Tuyền Béo, cậu làm cái mẹ gì mà chậm giấy? Còn không nổ súng là anh em của mình phải hy sinh quanh liệt ở đây đấy. Tuyền Béo nghiến răng trợn mắt, giờ mới nhét được viên bi sắt vào nòng của khẩu kiếm quy. Trên lý thuyết, súng này có tốc độ bắn không hề thấp. Những người được huấn luyện nghiêm ngặt có thể bắn mỗi phút 20 viên bi sắt. Nhưng mà trong tình thế hỗn loạn ngàn cân treo sợi tóc, có thể nạp đạn để bắn phát thứ hai đã là cao thủ trên tài của mọi người rồi. Tuyền béo mặc kệ 3721 gì, cứ dương súng bắn luôn. Nhưng mà bè đang bồng bền dữ quá nên lỡ bắn trượt. Không thể nạp đạn gì nữa, cậu ta sờ tắt lưng, rút luôn khẩu súng ngắn kiểu 64. Tất cả các thao tác liên quan mở nắp bảo hiểm, gạt chút an toàn, ngắm chuẩn và bắn, chỉ hoàn thành chưa đầy một giây đồng hồ. Bằng, bằng, bằng. Tất cả đều nhằm vào đầu của con trăng trong bóng tối không thể xác định là có trúng mục tiêu hay không đạn đã bắn hết tuyền béo giơ tay định ném súng đi nhưng mà chắc chợt nghĩ lại thấy tiếc khẩu súng phải bỏ tiền ra mua đang định tìm thứ khác để tiếp tục bỗng tuyền béo chợt thấy con trăng nó quẩy một cái rồi quay đầu bơi ra xa điều này thật sự là ngoài dự kiến của tôi và tuyền béo chúng tôi đã tuyệt đường rồi đều chuẩn bị nhảy xuống nước để giao đấu trực tiếp con trăng khổng lồ đang chiếm ưu thế, tại sao lại bỏ cuộc chuồng đi chứ? Lại chợt nghe thấy tiếng cọ sát của vô số những miếng sắt hình lá vọng đến từ mặt nước phía đông. Tiếng sắt gỉ cọ vào nhau nghe thật khiến cho người ta phải lạnh cả gáy. Chẳng khác nào cầm hai miếng nhựa sùi mà chà, quả là thứ âm thanh kích thích nhiều nhất đến thần kinh con người. Bỗng bọt nước cạnh bè rẽ sang hai bên, ánh sáng đèn chiếu trên mũ bảo hiểm lắp loá. Quá ra Sơ Lê Dương bơi trở lại, cô nàng xoa nước bám trên mặt, đôi môi tím ngắt vì nước lạnh, chưa trèo lên bè đã nói luôn. Hai anh, định bỏ mặt tôi ở dưới nước hay sao vậy? Thấy Sơ Lê Dương đã thoát hiểm, tôi và Tuyền Béo đều thở phào. Vừa nãy tình hình quá căng thẳng, căn bản là không kịp nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi vội nói với cô. Sao lại thế được chứ? Tổ chức vừa định cử đồng chí đi cứu cô, nào ngờ cô đã tự bơi về được rồi về cơ bản là chẳng có cơ hội để các đồng chí được thể hiện đấy chứ tôi đưa tay kéo soli Lê dương lên bè trong cuộc hỗn chiến vừa rồi chiếc ô kim cang do ông ngoại soli dương truyền cho không ngờ lại không rơi mất dưới nước ngược lại vẫn được giữ chắc trong tay của cô nàng tiếng những lá sắt cọ sát vào nhau rít lên mỗi lúc một to và nhanh hơn mặt nước ở hướng con trăng giải xanh vừa bơi đi sôi sùng sục hình như có những con gì đó đang đánh nhau rất kịch liệt. Đèn pha đã bị đập dở nên chúng tôi không thể nhìn thấy gì ở đằng xa, nhưng mà dùng đèn pin chiến thuật gắn trên mũ soi xuống nước ở gần chỗ đó thì thấy nước toàn là một màu đỏ thẫm. Dùng nước đã bị một lượng lớn máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Chúng tôi không dám chần chừ một giây nào nữa, vội cầm xẻng công binh khu nước, lái ngoặt mũi bè lại rồi nhắm hướng cửa hang xông ra. Phía sau lưng những lá sắt cọ sát mỗi lúc một dữ dội hơn. Dù sao đi nữa thì chưa thấy rõ thì chưa yên tâm. Sơ Lê Dương dơ súng bắn pháo hiệu nhằm về hướng có tiếng động bắn một quả hồng chiếu sáng. Mặt nước ở phía xa xa bị đạn quả pháo hiệu to như chiếc đèn lồng màu trắng soi rõ như ban ngày. Chúng tôi nhìn thấy đàn cá dễ vàng to bằng bàn tay, nhiều vô kể đang dây kín con trăng khổng lồ dãy xanh. Mồm của lũ cá ấy đều có hai hàm răng lõm chõm sắc nhọn như răng cưa chúng đang ngoạm xé cả thịt lẫn da của con trăng phải nói rằng đó là một đàn cá cực lớn có đến hàng ngàn con chúng lồng lộn băm bổ dây lấy con trăng mà rứt thịt máu chảy càng nhiều thì lũ cá càng hăng cứ thế ngoạm như điên hổ dữ mấy cũng khó địch nổi cả đàn sói chưa đầy nửa phút con trăng dãy xanh đã bị đàn cá như ác quỷ gặm sạch trơn không còn một mảnh xương thì ra cái tiếng thép cọ sát là do răng của lũ cá này phát ra. Dẻ mặt của Sơ Lê Dương chật biến sắc, luôn miệng bảo tôi và thuyền Béo, mau, chèo cho nhanh. Nhanh lên, chèo đi. Đó là cá rắn vi bơ. Cá rắn vi bơ đấy. Chúng thấy máu là phát điên lên đó. Dù Sơ Lê Dương không nhắc, chúng tôi cũng không dám ngơi tài. Con trăng to như con rồng xanh, mà bị lũ cá rắn vi bơ đánh chén như một bữa gà tay vậy. Cả phản kháng cũng không phản kháng được cái đàn cá này lại đông vô kể, tuyệt đối không thể địch nổi. Chỉ còn cách mau chóng cho bè ra cửa hang mới có hy vọng sống sót. Vì nói cho cùng, cá rắn vi bơ không có chân. Có lẽ đàn cá rắn vi bơ thấy máu là phát cuồng, tụ tập ở một nhánh sông ngầm gần đây. Vì chúng tôi bắn con trăng, máu trăng loan ra mới dẫn dụ cái đàn cá rắn vi bơ lớn này đến. Thiên nhiên vẫn là thế mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái đạo lý tương sinh tương khắc đã diễn ra trong hang đá này vô cùng sinh động. Chẳng rõ sinh vật nào là thiên địch của cá rắn vi bờ, Nhưng mà chắc chắn không phải là những người như chúng tôi. Ở trong nước, chúng tôi chỉ còn biết chuồn lẹ mà thôi. Cảnh tượng máu thịt nhè nhoẹt vừa nãy đã khiến cho thuyền béo khiếp sợ. Cậu ta gồng mình, dung sẻn công binh lên chèo nói Mau, mau chuồn thôi, tôi sợ nhất là cái lũ cá ăn thịt người ấy. Hôm nay xuất hành không có chọn ngày mà đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Tôi và Sơ Ly Dương cũng dẫn hết sức lực toàn thân để tăng tốc tối đa cho cái bè. Tôi vừa cầm sẻn, cua nước vừa nói với Tuyền Béo. Tôi cũng như cậu thôi, sợ nhất là cái loại cá này. Hôm nay mà thoát thân được thì tôi thề với Phật Tổ rằng tôi từ giờ không bao giờ ăn một miếng cá nào nữa. Tuyền Béo nói, đúng đúng, tôi sợ nhất là ăn cá, rồi đến sợ nhìn thấy máu nữa. Mẹ kiếp, nhất là nhìn thấy máu của mình đó. Tuyền Béo nói chưa dứt lời thì đã nghe tiếng lá sắt cọ sát tiếng lại gần và ở ngay quanh bè của chúng tôi. Đặc biệt là ở dưới đáy bè vọng lên tiếng răng nghiến gậm nhắm kèn kẹt, kẹt. Tóc tai của tôi thấy đều dựng ngược hết cả lên. Có lẽ dưới đáy bè vẫn còn bám một ít đĩa mà con trăng giấy xanh chưa ăn hết. Vì vậy mà cái lũ cá rắn vi bơ dớ bở nhưng dây nhợ buộc bè cũng bị hàm răng sắt như răng cưa của chúng gặm nát thôi.